tới đây làm chi nữa vậy? Anh không cho mọi người rước chị hai về thì anh cũng phải cho em vô thăm chị hai chứ. Quỳnh không muốn gặp ai hết. Khoan đó anh Cường. Em năn nỉ anh đó cho em vô thăm chị hai một lần thôi. Với lại em như vậy cũng không có dám làm gì dở trò trước mặt anh đâu. Em không có dám làm gì qua mặt anh đâu. Anh cho em vô thăm chị hai một tí xíu thôi nha anh. Anh Cường, anh cũng biết là từ lúc mà em bỏ nhà ra đi tới bây giờ em đâu có được gặp chị hai lần nào đâu. Với lại chuyện của người lớn em không biết, em cũng không quan tâm gì hết. Coi như anh để từ xưa, bao nhiêu năm qua, lúc nào trong mắt em anh cũng là một người anh rất là đáng kính. Em năn nỉ anh, cho em gặp chị hai đi anh nha. Quyên nó hời hợt vậy, chắc không làm gì ảnh hưởng tới kế hoạch của mình đâu. Vô gặp lẹ rồi về. Không có dở trò gì nghe chưa? Dạ dạ em biết rồi. Nhanh đi. Em cảm ơn anh. Chị hai không nhận ra em luôn hả? Chị hai mấy bữa rày có buồn không? Ở đây một mình á chắc chị buồn lắm đúng không? Biết chị buồn á hả? Nên anh Cường á cho phép em vô chơi chị hai để chị hai đỡ buồn nè. Chị hai, hay là bây giờ hả? Em sẽ làm tóc công chúa cho chị sẽ xinh đẹp như công chúa luôn, chị hai chịu không? Nha. Ổng cứ ngồi ở đó canh, mình mà manh động chắc tiêu quá. Đây, em sẽ kẹp cho chị một cái kẹp ở đây. Chị hai sẽ là công chúa xinh đẹp nhất thế gian này luôn. Chị hai đẹp quá à. Em lấy cái gương cho chị hai soi nha. Nếu chị hai thích, em sẽ xin anh Cường cho em qua đây chơi chị hai hoài luôn nha. Thôi được rồi, em về đi. Chị Quỳnh còn nghỉ ngơi nữa. Nhưng mà khoan đó anh, em chỉ mới nói chuyện với chị hai được có chút xíu thôi à. Anh nói không có được. Anh nói đi về là đi về. Nhưng mà chị Quỳnh phải nghỉ ngơi. Chị hai, nhưng mà mới có một chút xíu thôi mà. Anh, đi về đi. Khoan đã anh, em đang nói chuyện chị hai vui mà anh cho em gặp ít bây giờ gặp thêm tí xíu nữa. Hết giờ rồi. Lần sau em muốn tới thăm thì phải báo anh biết trước. Anh cho tới thì mới tới. Không được tự tiện như ngày hôm nay nghe chưa? Nhưng mà nè. Anh Cường. Nè. Anh quá đáng thiệt đó. Hơn phát cuối cùng cũng xong rồi. Đi lên, mất thời gian quá. Hôm nay vợ của anh ngoan lắm nha, uống thuốc rất là giỏi. Cứ như vậy hoài cho anh. Rồi, giờ mình ngồi ở đây nha, cho thoáng mát nha. Nằm ở trong phòng hoài nó cũng tù túng đúng không? Rồi, ngồi xuống đây. Nhìn mặt em kìa. Em có biết là để có được ngày hôm nay, tôi phải hy sinh nhiều thứ lắm không? Em thì sao mà biết được. Sống trong nhung lụa, còn tôi thì nghèo hèn. Tôi đã thề với lòng, bằng mọi giá Tôi phải giàu. Tôi đã dám hy sinh tình yêu của mình. Tôi đã gián tiếp giết chết đứa con của tôi.
Và tôi còn dám giết chết cả Hân. Lúc Hân té xuống lầu chưa có chết. Hân, con để giúp Hân, để cho cô ấy thoát khỏi đau đớn. Em có biết tại sao tôi giết chết Hân không? Bởi vì cô dám đòi vạch mặt thật của con người tôi. Mà bất cứ ai chống lại tôi, ai cản đường tôi, người đó sẽ phải chết. Em hiểu chưa? Quay qua đây nhìn tôi nè! Cứ sống trong cái thế giới ngu ngơ của mình đi. Mặc kệ thế gian, mặc kệ thế sự, ai muốn làm gì thì làm. Cô chỉ có mỗi một cái chuyện là uống thuốc, uống thuốc, uống thuốc và ngủ cho tôi. Nghe chưa? Giờ này ông Cường có nhà không nữa? Nay vô đại rồi tính. Em làm gì ở đây vậy? Anh hai, trời, gặp anh á em mừng quá à. Em kêu cửa nãy giờ mà không ai ra mở cửa cho em hết. Gặp anh về em mừng quá. Anh mở cửa lẹ lẹ đi cho em vô thăm chị Quỳnh. Lẹ lẹ đi anh. Sáng mai hay tới thăm, bây giờ trễ rồi, về nhà đi. Nhưng mà dù gì em cũng đã lỡ tới đây rồi, anh mở cửa cho em vô thăm chị Quỳnh tí xíu thôi rồi em về liền. Anh nói sáng ngày mai hãy tới thăm chị Quỳnh, bây giờ trễ rồi, em con gái nữa, về sớm đi. Nhưng mà... vậy thôi, em đi về, mai em ghé. Coi, cái nhà chà bá lửa rồi, kính cổng cao tường vậy rồi sao vô? Thì bởi em mới cần đến anh, suy nghĩ cách đi. Sao? Suy nghĩ đừng đứng đó làm bèm nữa. Nhanh đi anh. Ráng lên, em tin anh làm được mà. Anh có cách rồi. Lẹ lẹ phát thôi. Anh leo đi, em canh cho. Chết rồi, ổng ra phép. Nhanh lên, ổng ra rồi kìa. Anh hai. Em làm gì đây vậy? Kiếm cái máy gì ẩm đâu? Em qua đưa bánh mì cho chị Quỳnh ăn. Mì gì? Thì bánh mì của ba đó, lâu lắm rồi chị Quỳnh chưa có được ăn. Hôm nay ba mới làm nhân mới, chắc chị cũng thèm dữ lắm. Thôi khỏi đi. Anh giờ đi mua đồ ăn cho chị Quỳnh nè, chị ngủ rồi. Lát chị dậy cho chị ăn. Anh nói gì kỳ vậy? Giờ còn sớm sao đi ngủ? Với lại... Thôi, anh không có thời gian đứng đôi coi. Thôi đưa bánh mì đây. Thôi được rồi, về đi. Nhưng mà... Anh hai, nhớ hâm nóng lại cho chị ăn nha anh hai.
về chưa? Anh vô tới rồi. Quyên, cái máy game em gắn ở đâu vậy? Cái nhà nó trà bá lửa luôn, biết được đâu Kim. Nó nằm ở dưới cái bàn á. Cái bàn? Em ơi, ở đây có thấy hai cái bàn lận bàn không? Ở ngay cái bàn nhỏ, đối diện cái ghế salon ngay cái chỗ coi tivi á. Em để phía dưới cái bàn á. Ừ. Mà nè, alo. Trời ơi, cái ông này tài lanh ghê, chưa kịp nói là anh Cường anh vô rồi. Ngồi đây, nhìn lên tivi. Ồ, vậy là chiếc cái ghế sofa. Mày làm cái gì trong nhà tao hả? Anh làm gì đánh tôi? Mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tao có quyền đánh mày. Mày làm cái gì trong nhà tao? Tôi tới thăm chị Quỳnh chứ bộ. Mày tính ăn trộm cái gì trong nhà tao hả? Mày tìm cái gì dưới này hả? Tới thăm chị Quỳnh, anh không cho thôi tôi đi về. Anh làm gì vậy? Để tao tiễn mày. Đi mày. Dám bày trò nhập nhà tao hả mày? Tôi tới thăm chị Quỳnh chứ bộ. Thăm cái gì? Mày là cái thái gì mà thăm vợ tao hả? Mày vô nhà tao bằng cách nào? Tính ăn trộm hả mày? Tôi muốn thăm chị Quỳnh. Ông đang giữ bất hợp pháp á. Báo hoàng bắt ông liền á. Ông được giam người bất hợp pháp. Ông đang giam giữ người bất hợp pháp rồi. Tôi báo hoàng bắt ông bây giờ. Mày làm cái gì vậy? Tôi muốn thăm chị Quỳnh. Đi ra. Ông đang mày làm cái gì vậy? Còn Quy đâu? Tao hỏi mày còn Quy đâu? Tao kêu công an bắt mày bây giờ. Chị hai, em sẽ quay lại cứu chị sau. Đưa không? Mày ngon lắm. Đâm cái họng lại đi. Đừng có la làng lên nữa. Tôi nói cho cô biết, không có con nào tốt như tôi đâu. Đem cơm cho vợ của người yêu mình ăn hả? Ăn đi đổ thuốc. Không ăn.
hại chị hai tôi đến như vậy. Em có biết là để có được ngày hôm nay tôi phải hy sinh nhiều thứ lắm không? Em thì sao không biết được, sống trong nhung lụa, còn tôi thì nghèo hèn. Tôi đã thề với lòng, bằng mọi giá tôi phải giàu, tôi phải giàu. Tôi đã dám hy sinh tình yêu của mình, tôi đã gián tiếp giết chết đứa con của tôi, và tôi cũng dám giết chết cả Hân. Lúc Hân té xuống lòng chưa có chết. Chính tay tôi để giúp Hân, để cho cô ấy thoát khỏi đau đớn. Em có biết tại sao giết chết Hân không? Bởi vì cô dám đòi nhặt bản thân của con người tôi, mà bất cứ ai chặt lấy tôi, ai cản đường tôi, người đó sẽ phải chết. Thì ra chính hắn ta là người đã giết chị tôi, đã giết chị Hân. Cô nói cái gì? Cô là gì của chị Hân? Tôi là em của chị Hân. Đáng lẽ chị tôi đã được cứu rồi, nhưng không ngờ hắn ta lại tán tận lương tâm đến như vậy. Hắn ta không phải là con người nữa. Vậy là bấy nhiêu lâu nay cô căm thù chị hai của tôi, cô hành hạ chị hai tôi, là bởi vì con bé chị hai tôi là kẻ giết người sao? Tại vì hắn ta đổ lỗi lên chị Quỳnh. Tôi cứ nghĩ chị Quỳnh là người giết chị của tôi, nhưng mà sự thật là chính hắn ta giết chị của tôi. Con điên rồi, con điên rồi. Chị hai tôi không bao giờ là người như vậy. Chị hai tôi không phải là một kẻ tán tận lương tâm như con nghĩ đâu. Tất cả là tại vì hắn ta. Tên khốn nạn là một kẻ giết người. Tôi sẽ không tha cho hắn đâu. Tôi sẽ trả thù, tôi sẽ giết hắn. Chuyện gì đây? Anh, em phát hiện ra con nhóc ranh này, nó núp ở đây nè. Nó còn giữ cái này nữa. Em sao vậy? Nó cứu mày, nó sao nó tự nhiên đi. Nó sao nó tự nhiên đi vậy? Im. Mày quá đáng lắm rồi, dám gài máy găm trong nhà của tao hả? Tao nhốt mày chung với chị hai của mày. Đi. Anh Tường, khoan đã. Em nghĩ là mình nên thả con nhóc ranh này đi. Mình giữ nó càng thêm phiền phức thôi à. Nếu như anh giữ chị Quỳnh á, vì chị ta là vợ của anh, anh là người giám hộ, không ai nói gì được anh cả. Còn mình giữ nó, lỡ như ông Mào biết, cả nhà của ông Mào á làm lớn chuyện lên, lúc đó mình sẽ rất là phiền phức luôn. Với lại cái máy ghi âm bây giờ mình đang giữ rồi, mình muốn tiêu hủy nó lúc nào chả được, đúng không? Đi. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.